Trời ơi, công nhận á, Tân với Phượng vẽ cũng ngang ngang nhau tao ơi. Ủa, hai người cũng còn cái nó tâm nó xong rồi. Ôi ơi, tốc độ dữ ta. Không ngờ luôn á. Trời ơi, của Đoan cũng vậy, cũng nhanh đấy chứ. Dễ cũng nhanh chứ ha. Ồ, quá nhanh luôn, quá good luôn. Chung là mới lần đầu tiên vẽ hoa hồng vậy là cũng nhanh rồi. Dù mình vẽ thêm bông thứ hai là thấy nhanh hơn nữa đó, quen rồi đó. Tân nó vẽ cho nó đẹp á đó. Đó anh vẽ cái trong cái lõi trong đẹp á, chi tiết nhiều. Phượng vẽ cũng quá đẹp luôn, quá good luôn á. Chung chị em mà dạy mà chị em làm được hết là mừng, vui. Lần đầu tiên dễ về tốt rồi. Xong. Ồ, xong. Đột dễ nhất. Đột dễ nhất toàn đoàn, giật giải luôn. Chạy tới giật cái giải của người ta luôn. Rồi chị Phượng đột dễ nhì. Đấy là mình chấm á, là mình chấm trên cái độ đẹp á, độ là sắc sảo rồi tả đẹp á, chứ không phải mình nói là vẽ nhanh là mình cho ăn nhất đó. Nhanh mà phải đẹp nữa chứ không phải là nhanh mà không đẹp nha.